Tuấn Tạ đây mọi người ơi. Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tuấn về một cặp bánh Jeep. Bánh Jeep này là bánh Jeep của Mỹ, Tuấn nói sơ cho nha mọi người. Bánh Jeep của Mỹ này thì bánh này nó còn khá là đẹp. Bánh sau thì 303, bánh trước là 202. Cặp bánh này thích hợp đi đường trường, đi đèo, đi dốc nha mọi người. 303 thì chiều cao của nó là mặt vành là cao 45, còn 302 thì nó cao 34 nha. Còn lát Tuấn đo cho mọi người xem luôn. Thì Jeep này là đời 2015. Rồi lát nữa Tuấn sẽ chỉ mọi người cách phân biệt Jeep đời nào, đời 2015, 2014, 2016, 2017, rồi đùm V8, đùm V9, V24 như thế nào, đời nào là đời ngon nhất, đời 2014 trở đi ngon, 2015 ngon, 2016, 2017 ngon. Thì Tuấn sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt và cách lựa một cặp bánh Jeep ngon. Rồi bây giờ Tuấn sẽ vô chi tiết cặp bánh Jeep này ha. Đây là một cặp bánh Jeep đời 2015. Rồi Tuấn chỉ mọi người cách phân biệt đời của bánh Jeep. Thì bánh Jeep nó sẽ chia ra 3 cấp độ. Thứ nhất là mọi người nhìn thấy cái đùm Jeep, thì đùm từ đời 2012, 2013 trở về trước 2012 thì đùm nó màu trắng. Đùm màu trắng đó là tất cả nó xài gọi là đùm V8. Đùm V8 thì nó sẽ có cái đồ để nó giữ đây, thì nó hay bị dễ gọi là bị bứt má đùm. Thì hiện tại là đùm V8 mà anh chị em mà chạy mà bị bể má đùm á, thì nó sẽ không có đùm thay đùm bây giờ, mà đùm V8 mà mọi người mua mà có thì một cái đùm như thế này, đùm sau thì cũng phải 4,5 triệu, 5 triệu, nhưng mà không có hàng nha mọi người. Còn đùm V9 là sao? Đùm V9 là từ đời 2015 thì nó chỉ có một đời duy nhất là đời 2015 nó xài đùm V9. Đùm V9 là mọi người nhìn thấy hai bên nó xài hai hàng căm đôi nha mọi người, nghĩa là mọi người thấy nè, bên đây nó đang chéo hai cây mà bên kia nó cũng đang chéo hai cây luôn, thì đây là gọi là đùm V9. Đùm V9 này thì công nghệ nó cải tiến của đùm V8. Đùm V8 thì một bên là hàng căm đôi, còn bên kia nó là sẽ là một hàng căm chiếc. Nên là lực có thể là nó, nếu mà mình lỡ mà mình có rút căm á, lực nó không đều thì sẽ bên mà mạnh á, là căm đôi nó sẽ bứt nha mọi người. Nó bứt má đùm thì mình không có đùm thay, gọi là đùm V8. Đùm V8 thì nó chỉ có một bên là căm đôi thôi, còn bên kia nó sẽ là căm chiếc nha. Còn đùm V9 là đùm này là nó cân bằng đều giữa hai bên luôn, nó đã cải tiến lại nên là khó bị bứt má đùm lắm. Trong phân khúc á, thì đùm V9 là ok nhất và nó chạy ổn định nhất, và bạc đạn của nó là đúng bạc đạn của Mỹ nha mọi người. Còn từ đời 2016, 2017 trở lên á, gọi là đùm V24 á, thì cái đùm của nó là mọi người thấy nó có cái, nó khác nha, nó sẽ khác cái loại đùm 25 này. Thì lúc đó là bạc đạn của nó là nó không có còn chính hãng nhà máy bên Mỹ sản xuất nữa, nên là có một số anh em chạy những cái đời bánh 26, 27 cảm thấy là nó không có ngon nha. Còn những cái dòng mà Jeep đời 25 á, thì bạc đạn zin nhà máy bên Mỹ chạy rất là chớn, rất là ngon. Thì đây là mỗi cặp bánh là 25 bạc đạn của Mỹ, Jeep của Mỹ, nguyên một cái bộ bánh này đúng là của Mỹ hết. Thì đây mọi người thấy nó có đề là handmade nè, handmade ha, đó India nè, là cái phần cái tiểu bang của nước Mỹ á, là cái cặp này á, là còn đúng zin hết luôn, mọi người nhìn ha, dây tim đồ zin hết, cặp này còn khá đẹp nha mọi người. Rồi Tuấn vô chi tiết cho mọi người. Bánh sau thì nó là 303 215 thì mọi người coi nè, nó cao là đây á, Tuấn đo đây nó bị chối quá. Đây mọi người nhìn thấy ha, Tuấn đo xéo á nha mọi người, nhưng mà nó cao á, Tuấn đo xéo thì nó khoảng ra 40 đây, 45.1 thì nó cao là 45 á. Còn bánh trước mọi người coi nè, bánh trước thì nó cao có 34 thôi nha mọi người ha, 35 mấy, 34. Thì bánh trước chiều cao là 34, chiều bánh sau chiều cao 45. Bánh này gọi là chạy khí động học nha mọi người. Mọi người chạy tốc độ thì bánh trước nó không bị cản gió. Còn bánh sau là 45 mà chạy bao ok luôn. Nó ngang với dòng Kamba Nogo WTO á, nó cũng cao 45 thôi. Cối của Jeep 215 kêu khá hay nha mọi người. Cối nó là cối 11. Cối 11 mọi người thấy ha. Cối nó là cối 11. Rồi Tuấn quay cho mọi người coi cái mặt vành của bánh Jeep 215. Đây mọi người coi mặt bên đây ha, nó còn khí vuông đều carbon hết, rất là đẹp nha mọi người. Cặp bánh này không có lỗi lầm gì hết, Tuấn bán thì bao lỗi nha mọi người. Đó mọi người nhìn ha, rất là đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Hai bên đều đẹp vậy hết nha, hai bên mặt thì đẹp hết, không có lỗi, không có bị chạy xước, không cấn mớp gì hết, mọi người yên tâm ha. Tuấn bán thì có sao nói vậy đó.
Đó, quay hai mặt hai bên cho mọi người coi má vành rồi ha. Còn đây Tứng quay cái mặt vỏ ruột. Cái này là nó xài vỏ ruột rời nha mọi người. Bánh ship này thì xài vỏ ruột rời nha. Rồi Tứng quay cái bánh trước luôn. Bánh trước cũng xài vỏ ruột rời như vậy luôn. Mọi người coi cái má vành nè, còn rất là đẹp. Ship đời 2015. Bánh trước thì còn rất là ok nha. Bánh trước nó là 202, cao 30, cao 34. Rồi Tứng quay mặt bên kia nha. Đây mọi người xem nha. Đây, mặt bên đây thì cũng còn y vậy luôn. Vân carbon còn vuông hết, nói chung là không có lỗi gì hết. Rồi đi theo cặp bánh ship này là có cặp ti zin nha mọi người. Đây cặp ti đây, ti ship 215 zin hết nha. Đó cặp ti còn zin hết. Rồi bây giờ Tứng sẽ quay cái phần chó cho mọi người xem tiếng chó này. Đó. Rồi một cặp ship đời 215 xài vỏ ruột rời. Đằng sau là 303, đằng trước là 202. Bánh này là chính hãng của Mỹ, zin hết toàn bộ, ti đồ zin hết toàn bộ. Chỉ có cặp bánh này thì không có kèm theo gom nha mọi người. Gom mọi người về tự mua nha, tại vì bánh về không có gom. Rồi cặp này Tứng bán là 18.500.000 nha mọi người. Anh chị em nào thích cặp bánh ship đời 303 215, đời này là đời xịn sò nhất rồi, thì mọi người thích cặp bánh ship đời 215 thì mọi người gọi cho Tứng 0908 228 222. Cặp này Tứng bán 18.500.000, có ti đồ đầy đủ nha mọi người. 18.500.000. Bánh trước là 303, bánh sau 202. Bánh sau là 303 cao 45, bánh trước 202 cao 34. Cặp này 18.500.000. Rồi bánh bao lỗi nha mọi người, không có lỗi làm gì hết. Bánh đời 215 rồi Tứng có chỉ mọi người cách phân biệt hết rồi ha. Rồi Tứng cảm ơn mọi người xem video. Tứng hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Rồi Tứng xin chào tất cả mọi người.